anh Thanh Huyền làm được bánh trung thu cầu vồng ngàn lớp. Làm được á, anh tặng hai con gà, uy tín nhá. Thực ra bánh trung thu cầu vồng ngàn lớp không khó như mọi người nghĩ đâu. Đây là cái chảo chống dính vân đá siêu to, siêu bền bỉ mình mới tậu về để sơn nhân đậu xanh đi nè. Bây giờ mình xay nhuyễn 200g đậu xanh nấu chín với đường rồi cho vào chảo. Trong lúc xay đậu xanh mình dùng 70g dầu ăn chia thành 3 lần cho vào. Cứ đảo cho dầu ăn quyện với đậu xanh thì lại cho tiếp dầu ăn. Đến khi đậu xanh sệt lại thì cho 10g bột bắp hòa với nước. Rồi xay tiếp đến cuối cùng cho 10ml nước lá dứa vào là xanh đét rồi. Tiếp đến làm phần bột bên ngoài trước, mình trộn 170g bột mì với 30g đường, 60g bơ và 70ml nước lạnh. Nhào bột cho mịn rồi mang đi ủ 30 phút. Sau đó nhào phần bột bên trong gồm có 160g bột mì và 90g bơ. Nhào mịn lại rồi chia thành 4 phần để tạo màu nha. Đây là màu thực vật vừa an toàn lại còn lên màu nét sần sonly luôn. Xanh đỏ tím vàng là work hết vô. Mỗi cục bột mình cho 3 giọt thôi là lên màu đẹp lắm rồi. Còn phần bột trắng bên ngoài mình chia thành 4 khúc đều nhau và cách làm bánh sẽ như thế này. Mọi người tán mỏng vỏ bột bên ngoài ra, sau đó xếp phần bột màu sắc vào rồi gập gọn như mình làm nhé. Lưu ý là phần bột màu mọi người thích bánh có màu gì ở đầu thì sẽ đặt màu đó lên đầu và xuống đuôi. Như cái mình làm thì bánh sẽ có màu vàng ở đầu đó. Còn cách cuộn bánh để nó ngan lớp em không biết diễn tả kiểu gì cho dễ hiểu, nên các bác xem tem cuộn là hiểu ngay thôi. Cái đoạn cán bột này nó mới nhõng nheo eo làm sao. Mọi người nhẹ nhàng thôi, không bột màu nó bể ra là không được đâu. Cuộn xong rồi thì mình cắt làm đôi. Vậy là với 4 cục bột vỏ chúng ta sẽ thu được 8 cái bánh. Rồi bọc vào 60g nhân đậu xanh lá dứa nhé mọi người. Mà cái bánh này khi nướng xong mọi người phải để nguội rồi mới cắt bánh. Nếu cắt luôn là sẽ bị vỡ vỏ bên ngoài và có đường cắt không đẹp thôi chứ cũng không sao hết. Cuối cùng thì cho vào nồi trên không dầu nướng 20 phút ở 180 độ C. Đó, thành quả của mình đây nè, tầng tầng lớp lớp đẹp ghê. Chúc cả nhà thành công rực rỡ với món bánh ngàn lớp cầu vồng chưa bao giờ phút mốt là xong.